Live truyền hình SBTN xin được thông báo chương trình 40 năm tình ca Trúc Hồ sẽ được tổ chức tại Yamava Resort and Casino vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 25 tháng 9 năm 2022. Giá vé ủng hộ 115 Mỹ Kim, 85 Mỹ Kim, 75 Mỹ Kim, 55 Mỹ Kim, 35 Mỹ Kim. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ để đặt vé và giữ chỗ tốt. Đặt vé có thể gọi cho SBTN tại số điện thoại 714-636-1121, 714-489-1061, Bosa Ticket tại số 714-418-2499. Và thưa quý vị, ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với những khán giả sau đây mà có thể ngay tại địa phương của họ, đó là chị Hương tại Los Angeles, số 626-500-8494, chị Mẫn tại San Diego, 619-398-6816. Yamava Resort and Casino tọa lạc tại địa chỉ 777 San Manuel Boulevard, Highland, Cali, 92346. Chương trình sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ Lâm Nhật Tiến, Như Quỳnh, Đan Nguyên, Thiên Kim, Sĩ Đan, Diễm Liên, Nguyên Khang, Nguyễn Hồng Nhung, Philip Huy, Trish Thùy Trang, Thế Sơn, Hồ Hoàng Yến, Ngọc Anh Vi, Đoàn Phi, Hoàng Thục Linh, Mai Thanh Sơn, Gia Hân, Tú Anh, MC Thùy Dương và Jimmy Thái Nhật. Và tiếp theo là những bản tin liên quan đến Việt Nam và bản tin mở đầu về hội chợ VietFest 2022 lần thứ 9 tại Virginia. Mời quý vị cùng theo dõi phần chi tiết với Diệu Quyên. Kính thưa quý vị, vào cuối tuần vừa qua, The National Organization for the Vietnamese American Leadership of Greater Washington, D.C., còn được viết tắt là NOVAL D.C., đã tổ chức hội chợ Vietnamese Heritage Festival lần thứ 9, diễn ra trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2022, nhằm tôn vinh lên văn hóa và di sản Việt Nam. Với chủ đề Back to the Future, Back to the Culture, chúng tôi xin được tạm dịch Quay về văn hóa, được tổ chức sau 2 năm gián đoạn do đại dịch. Festival Di sản Việt Nam trở lại để giới thiệu nhiều tài năng của người Mỹ gốc Việt, văn hóa và truyền thống tuyệt vời của người Việt Nam cũng như là ẩm thực đặc sắc của các vùng, miền. Bên cạnh đó thì hội chợ còn có các chương trình trò chơi dành cho trẻ em, các buổi hòa nhạc của những ca sĩ Việt Nam nổi tiếng, cuộc thi nhảy cho những nhóm sinh viên đến từ đại học, các buổi biểu diễn thời trang nghệ thuật và triển lãm thủ công. Để có thể tổ chức được hội chợ VietFest hàng năm, tổ chức NOVAL-DC đã phải tìm hỗ trợ từ các cơ sở thương mại Hoa Kỳ cũng như là gây quỹ và bán vé số. Mỗi lần tổ chức hội chợ VietFest, NOVAL-DC phải tốn hơn 100.000 Mỹ Kim. Mục tiêu của việc tổ chức VietFest là đem tất cả mọi người trong cộng đồng đến với gần nhau hơn. Và năm nay thì VietFest có 50 gian hàng, từ các gian hàng bán thức ăn đến các gian hàng giới thiệu dịch vụ. Có cả gian hàng của cơ quan cảnh sát đến để kết nạp và ghi danh những người muốn vào ngành cảnh sát. Hội chợ VietFest cũng có cả gian hàng của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Điểm đặc biệt là vào lúc 9 giờ tối, VietFest năm nay tổ chức chương trình thi Hoa hậu và cô Brittany Nguyễn từ thành phố Chantilly, tiểu bang Virginia đã thắng giải Hoa hậu. Anh Nguyễn Khải đã thắng giải Nam Vương năm 2022. Cư dân Chatham phản ứng với kế hoạch xây dựng nhà máy VinFast của quý vị cư dân Chatham. Biết rằng tiểu bang thuyết phục nhà sản xuất xe hơi Việt Nam VinFast xây dựng một nhà máy lớn ở góc quận Chatham. Họ biết những con đường xung quanh địa điểm này sẽ thay đổi. Một số người thậm chí còn nhìn thấy những người khảo sát hoặc là những chiếc cọc gỗ mà họ để lại. Tuy nhiên, chỉ trong tuần trước thì cư dân của Moncur và Mary Oaks mới thấy rõ kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải North Carolina. Đối với việc này, hơn 250 người đến tham dự một cuộc họp tại Pittsboro vào ngày thứ Ba, ngày 16 tháng 8, để xem các bản đồ lớn về mạng lưới đường bộ và các nút giao thông đường xa lộ mà Bộ Giao thông Vận tải North Carolina nói là cần thiết để cải thiện khả năng tiếp cận địa điểm rộng 2.150 mẫu Anh này. 80 người khác tham gia vào một cuộc họp trực tuyến vào ngày thứ Năm, ngày 18 tháng 8. Nhìn chung, Bộ Giao thông Vận tải North Carolina ước tính cần phải lấy 27 ngôi nhà và 5 cơ sở kinh doanh, cũng như di chuyển nhà thờ Mary Oaks Baptist Church. Hầu hết người dân chỉ mới biết về kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải vài ngày trước đó. Một cư dân cho biết là điều này sẽ làm xáo trộn nơi ở của người dân, thay đổi toàn bộ cộng đồng. Cư dân này thậm chí
còn bị sốc và khóc suốt cuối tuần. Một số cư dân khác cũng cho biết là họ phải thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống vì việc mở nhà máy VinFast. Theo những nguồn tin từ The News and Observer, ông Colin Mellor, cố vấn chính sách môi trường của Bộ Giao thông, khẳng định rằng bộ này quyết định xem xét phản hồi của công chúng về những kế hoạch sơ bộ nhưng không thể hứa trước có thể thay đổi bao nhiêu trong những tháng tới. Thưa quý vị, tin sau đây cho hay Foxconn đầu tư thêm 300 triệu Mỹ Kim vào miền Bắc Việt Nam. Cơ quan truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam vào hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 8 cho biết, nhà cung cấp Foxconn của Apple vừa ký biên bản ghi nhớ trị giá 300 triệu Mỹ Kim với công ty Kinh Bắc CD của Việt Nam để mở rộng cơ sở ở miền Bắc, từ đó giúp đa dạng hóa và đẩy mạnh khâu sản xuất. Tờ báo Tuổi Trẻ này cho hay nhà máy mới của công ty Đài Loan trên khu đất rộng 125 mẫu Anh ở tỉnh Bắc Giang sẽ tạo ra 30.000 việc làm tại địa phương. Theo như hãng Reuters, thì sự việc diễn ra sau khi một bài báo trong tuần này đưa tin Foxconn đã bắt đầu sản xuất về Apple Watch tại miền Bắc Việt Nam. Foxconn là một công ty đã đại diện và hiện diện ở Bắc Giang trong 15 năm, vừa chuyển một phần khâu sản xuất iPad và iPods sang Quảng Châu Industrial Park của Bắc Giang. Họ không nêu rõ loại sản phẩm nào sẽ được sản xuất từ nhà máy mới và cũng không tiết lộ công suất của nhà máy. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xác nhận Foxconn vào hồi năm ngoái đã đầu tư 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim vào Việt Nam. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đốt lò là để nhốt quyền lực vào lồng. Thưa quý vị, theo như báo Vietnamnet ngày 22 tháng 8, 2022 loan tin, tại hội nghị lần thứ 22 của Ban chỉ đạo Trung ương Cộng sản về phòng chống tham nhũng tiêu cực, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư cho biết, việc phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các hoạt động kiểm tra, giám sát và để kiểm soát quyền lực. Ông Trọng giải thích việc nhốt quyền lực vào lồng cơ chế chính là quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm. Quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó. Lạm dụng, lợi dụng quyền lực cũng phải bị truy cứu trách nhiệm và giải quyết vi phạm. Và chưa bao giờ nhà cầm quyền giải quyết mạnh mẽ, nghiêm minh những hành vi tham nhũng tiêu cực như vừa qua. Ví dụ như là trường hợp hai ủy viên Trung ương là Bộ trưởng và cựu Bộ trưởng Y tế trong vụ kit test Việt Á là bằng chứng cho việc không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể đó là ai. Ngoài ra thì còn có ba nhà lãnh đạo. Thưa quý vị, ba lãnh đạo đó là cựu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước bị giải quyết kỷ luật do có sai phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Đây chính là bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực nhà nước. Vì vậy, ông Trọng cho rằng phải có lồng cơ chế đủ sức, đủ tầm để nhốt tất cả các quyền lực, rồi trao quyền cho người đứng đầu. Trao quyền cho cơ quan thanh tra kiểm tra là đúng, để họ có đủ thẩm quyền giải quyết trong mọi việc. Và ngược lại với trao quyền lực là phải được kiểm soát bằng cơ chế, tránh lạm quyền suy thoái. Như vậy là dư luận đã hiểu được việc ông Trọng nhốt hết quyền lực vào lồng là để giao quyền cho ông cai quản toàn bộ cái lồng mà không có ai làm gì được ông. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức ở nơi đây khi trở lại sẽ gần quý vị những phóng sự từ Hoa Kỳ cũng như là từ Úc Đài Loan. Mời quý vị nhớ đón theo dõi.